Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trung tâm cấp cứu 115 các bệnh viện tiếp tục triển khai các đội tiêm khi nhận được sự điều động tăng cường. Trung tâm kiểm soát bệnh tật sẵn sàng xe tiêm lưu động để tiêm vaccine cho học sinh tại các trường khi được yêu cầu. Đà Nẵng cũng đã phát động đợt cao điểm đặt mục tiêu 100% học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi và tối thiểu 70% học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện được tiêm các mũi vaccine cơ bản phòng COVID-19. Còn Nghệ An bố trí các điểm tiêm lưu động, thực hiện tiêm 24/24 giờ ở trạm y tế xã. Tỉnh này đặt ra mục tiêu hoàn thành tiêm 250.000 liều vaccine phòng COVID-19 từ nay đến hết ngày 20 tháng 8.